Từ khắp mọi miền đất nước, chúng tôi đã tìm kiếm ra những nhân vật đặc biệt với những câu chuyện hấp dẫn cùng ngôi nhà của chính họ. Một hành trình với rất nhiều cảm xúc, từ bất ngờ tới vỡ òa, gắn liền với những phút giây xúc động của mỗi nhân vật. Tất cả mọi người đang nằm ngủ với mẹ thì cũng quay sang ôm mẹ khóc. Con nằm mơ là mẹ lại đi xa. Mình thì không bao giờ chấp nhận rằng là mình sẽ sống trong một không gian ngột ngạt. Và mơ ước đó là kết hợp giữa một sweet home với cả một art space. Nhà và tình yêu và nhà. Mình không thể nào đó áp cái suy nghĩ nhà là gì của người này với người kia. Có bản thân của kiến trúc sư là một cái cách giúp để mọi người tiếp cận hơn với những cái mới. Kiến trúc là một nghệ thuật nhưng chứa đựng trong nó là kỹ thuật. Đó là hành trình viết tiếp kỷ niệm, là không gian đem bình yên để cho cha mẹ, là tình yêu, là tình thương, cũng là nét mới và nét cũ của thời gian và thời đại. Ta là vua cái vùng đất này, thể hiện cái tôi thiết kế của mình cao như thế nào đó thì vẫn phải là nhà. 10 căn nhà, 10 phong cách kiến trúc, 10 nhân vật, 10 cung bậc cảm xúc, tất cả tại là nhà. Đây là món quà con dành cho bố đấy. Đấy là một cảm giác gì đấy rất là hoài niệm. Bà rõ ràng là mình yêu cảm giác đấy. Chương trình Là Nhà được thực hiện bởi War Media và Văn Phú Invest. Đón xem Là Nhà lúc 15 giờ Chủ nhật trên kênh VTV3.